Em giám sát bảo em không ra giám sát gì. Em ra em thấy em chơi có được không? Em nói đàng hoàng chứ anh gì mà anh sùng cồ như anh kiểu anh muốn đánh em. Thôi em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa. Mày quay chụp mẹ tao đây này. Làm sao? Tao đang làm việc đây, mày ra đây mày làm cái gì? Em chẳng làm gì cả. Em không làm thì gì. Mày đi mẹ mày đi. Ồ, nhìn tha đi Thiên. Ồ, thì em thực hiện quyền giám sát công dân được không anh? Không phải việc của mày ở đây. Ừ thì em không việc của em ở đây thì các anh cứ làm việc mày đi. Mày tự nhiên mày ở đâu? Em chẳng dối hơi cái gì, em ra rất đàng hoàng lịch sự nhưng mà anh thái độ gì hả anh? Thôi làm đi anh ơi. Em ra em rất là hỏi rất thì đàng hoàng, các anh hôm nay làm đây à? Em chẳng gây khó dễ em hay em chẳng bảo gì. Anh hỏi em giám sát bảo em không ra giám sát gì. Em ra em thấy em chơi có được không? Em nói đàng hoàng chứ anh gì mà anh sùng cồ như anh kiểu anh muốn đánh. Thôi em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa. Mày quay chụp mẹ tao đây này. Làm sao? Tao đang làm việc đây, mày ra đây mày làm cái gì? Em chẳng làm gì cả. Em không làm thì gì. Mày đi mẹ mày đi. Ồ, nhìn tha đi Thiên. Ồ, thì em thực hiện quyền giám sát công dân được không anh? Không phải việc của mày ở đây. Ừ thì em không việc của em ở đây thì các anh cứ làm việc mày đi. Mày tự nhiên mày ở đâu ra mày này. Nhưng mà em có bảo gì đâu. Mà anh cứ sồn sồn với em. Chung quy lại là tao bỏ không có vị trí gì mà. Đúng không? Anh trả lời đúng không? Anh trả lời nhưng mà em cũng không bảo gì. Em có bảo gì đâu. Quyền mà anh... của em thì có quyền. Nhưng đúng em... rồi. Cái việc anh làm anh cứ làm đúng không? Đúng rồi. Nhưng ừ. Ví dụ như này nhá, em ra em có thể là anh, nhìn đi. Các anh đã chờ em rồi và các anh dừng xe ở kia và các anh bảo các lái xe tôi vào đây để làm thế, trong đây. Thế thì em có một cái phân thì em bảo là cho lái xe người ta đó khổ và anh em người ta làm đúng việc. Rồi. Đúng nếu mà nói như anh thì em không hề ấn gì nhưng mà chỗ anh tỉnh đây thì anh cứ sồn sồn lên. Anh bảo là bây giờ các anh làm ngoài kia nhưng lắng quá, đây cũng không thuộc khu quản lý của các anh nhưng mà vì trong này nó có bóng dâm thì các anh bắt ngoài kia xong vào trong đây các anh xử lý. Ok, nói chung lái xe sai thì lái xe phải chịu thôi. Em cứ hỏi đấy, lái đúng xe, rồi. Đúng thế, lái xe sai thì lái xe phải chịu thôi. Em cũng ai cũng thế. Em cứ hỏi lái xe. Nhưng mà nói chung là thế, làm sao mà anh em mình gọi là nói chuyện với nhau. Em là người dân. Em là người dân, các anh là cán bộ. Nói sao mà cho nó hợp tình hợp lý, nghe được, hiểu được. Chứ đừng như anh. Em đây này em tham gia thật. Anh có thể là anh nóng. Có thể thời chúng em cũng nóng thì thế nào? Thời tiết rất nóng. Em biết là ở đây chỗ này chú ra chỗ khác cho anh nhờ. Thế anh bảo là thôi các anh làm việc còn trường hợp này ấy là các anh vào đây mát xong là các anh đi về. Thế xong là xong. Anh sừng cồ sừng cục lên anh như kiểu là muốn ăn sống nuốt tươi em ấy. Ôi trời ơi. Xong anh này anh lại còn nhìn biển số mà mày nhớ tao thế nọ thế kia. Em có bảo gì các anh đâu, em có gây khó dễ gì cho các anh đâu. Em đi vòng em ở gần đây mà thấy anh em nó bảo thế thì thôi qua đây có thể là chơi với các anh hỏi thăm các anh cũng là một vấn đề. Cái chỗ anh chính của các anh ở cũng ở thuộc đội Ba Hàng đấy,
em cũng chơi cũng quen đấy. Nhưng mà cũng rất ok, anh rất chi là hài hòa. Không phải không đâu. Nhưng mà anh, nói chung là anh em mình mỗi người một công một việc thôi, nhưng mà làm sao mà ứng xử với nhau cho nó hợp tình hợp lý.